Thưa quý vị, thưa bà con, thỏ là loài gia súc nhạy cảm với các tác nhân ngoại cảnh. Khi nhiệt độ không khí tăng trên 35 độ C và kéo dài, thỏ rất dễ bị cảm nóng. Trong mùa nóng, nếu không biết cách chăm sóc hợp lý thì thỏ dễ bị mắc bệnh và từ đó gây thiệt hại kinh tế cho bà con nông dân của chúng ta. Năm nay được dự báo là năm có mức nhiệt độ cao hơn so với mọi năm. Vì vậy mà ngay từ bây giờ, bà con cần phải chủ động các biện pháp chống nóng cho đàn thỏ. Đào hố để chôn thỏ bị chết. Hai tuần nay, mỗi ngày đàn thỏ hậu bị 500 con của gia đình nhà anh Thành có thể chết 3 đến 5 con như vậy. Chúng đều có biểu hiện chảy nước mũi, bỏ ăn, suy kiệt và tiêu chảy. Nó đứng hàng tiếng đồng hồ em quan sát thì nó ăn rất ít nhưng mà nó uống rất nhiều. Thì em nghĩ là khi mà nó uống nhiều vào thì nó gây hiện tượng là lỏng bụng. Qua thăm khám, chuyên gia nhận định thỏ nhà anh Thành bị hai loại bệnh chính là viêm ruột tiêu chảy và viêm đường hô hấp. Tác nhân dẫn đến tình trạng bệnh này là do thời tiết nắng nóng. Nắng nóng đó làm cho cái nhiệt độ trong lồng nuôi rất là cao. Thậm chí mà nếu mà xử lý được thì nhiệt độ trong chuồng nuôi ít nhất cũng phải là 31-32 độ. Thì cái hiện tượng chết do sốc nhiệt rất là cao. Theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, việc cần làm ngay lúc này là tăng cường trợ sức trợ lực cho chúng, tiếp tục hạ nhiệt độ chuồng nuôi và điều chỉnh dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng của thỏ với môi trường. Cho ăn trong những ngày nắng nóng thì người ta thường là giảm một cái lượng thức ăn nhất định trong ngày. Cho thỏ ăn vào những cái thời điểm mát, ví dụ vào cái buổi sáng sớm, buổi tối. Thế vậy thì với cái thời gian đó là chúng ta thấy cái nhiệt độ nó ở ngoài môi trường nó không cao. Và khi nhiệt độ ngoài môi trường không cao thì nó sẽ tăng cái tính thèm ăn. Và khi mà tăng tính thèm ăn thì con vật sẽ ăn hết được cái lượng thức ăn trong một ngày. Do vậy nó đảm bảo cái lượng dinh dưỡng cho cơ thể. Thì đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cho ăn ở cái giai đoạn này thì nó sẽ giảm được cái nhiệt độ của cơ thể. Để phòng trị bệnh cho thỏ, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch đã hướng dẫn anh Thành sử dụng phác đồ điều trị bệnh viêm phổi và bệnh tiêu chảy cho thỏ, đồng thời sử dụng các loại thảo dược như cây hoàn ngọc và các loại lá chát như lá chè, lá ổi, lá nhộn nồi để cho thỏ ăn hoặc sắc đặc cho uống và đảm bảo vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát để thỏ có điều kiện phục hồi nhanh hơn. Vâng, chúng tôi cũng xin được hỏi chuyên gia Trương Văn Dung là chuyên gia có những lưu ý thêm gì cho bà con nông dân để có thể là quản lý chăm sóc đàn thỏ trong giai đoạn nắng nóng một cách hợp lý và hiệu quả? Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thì vừa rồi là giáo sư Phạm Ngọc Thạch cũng đã có cái tư vấn cho bà con. Thì tôi nghĩ rằng là ngoài những cái ý kiến tư vấn của giáo sư Phạm Ngọc Thạch, chúng ta nên tuân thủ một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, ở đây tôi cũng lưu ý một số cái vấn đề, đặc biệt là thời tiết nắng nóng. Cái quan trọng là làm sao cho nhiệt độ chuồng nuôi nó giảm xuống. Rồi vấn đề điều hòa để chống stress do vấn đề nhiệt như thế nào. Thì tôi bổ sung thêm là trong thời kỳ mà nắng nóng thì chúng ta nên dùng cái chất điện giải của glucose và vitamin tổng hợp thành cái nước cho nó uống, cho uống liên tục trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày. Và đồng thời sau đó thì chúng ta bổ sung thêm cái men tiêu hóa, thế rồi vitamin ADE, vitamin B complex và khoáng chất Premix bổ sung vào trong thức ăn tinh cho ăn hàng ngày, cho ăn liên tục trong cái thời kỳ nó bị nóng như vậy. Một vấn đề quan trọng nữa là chúng ta phải khống chế được cái nhiệt độ chuồng nuôi. Chúng ta cần phải có cái hệ thống quạt hút để đẩy cái không khí, làm sao cho cái không khí trong chuồng nuôi luôn luôn được thông thoáng. Và nhiệt độ của chuồng nuôi phải hạ thấp xuống ở cái thời kỳ mùa nóng, nhưng chúng ta phải tìm cách hạ thấp xuống ở cái điều kiện từ 28-30 độ C thì nó thật phù hợp cho cái quá trình phát triển nó tốt hơn. Thế và đồng thời chúng ta phải sử dụng cái chất chế phẩm EM. Chế phẩm EM có thể pha bằng nước cho uống hàng ngày hoặc là chúng ta phun xuống dưới cái nền chuồng. Bởi vì cái đặc biệt thỏ là khi mà nó thải ra cái khí amoniac rất kinh. Ai vào trong chuồng thỏ chúng ta đều nhận thấy điều đó. Nhưng nếu chúng ta dùng chế phẩm EM để chúng ta xử lý thì khi chúng ta bước chân vào trong chuồng thỏ thì cái mùi nó hạn chế rất nhiều. Nó khử được cái HAS và khử được cái NH3. Cho nên là cái mùi trong chuồng nó đỡ đi rất nhiều và giảm thiểu được cái bệnh tật cho thỏ. Thế và đặc biệt là chúng ta cần phải thực hiện vệ sinh tốt. Bởi vì vệ sinh tốt ấy, thì nó có liên quan chuyện này. Chúng ta phải chú ý là đối với thỏ có mấy cái bệnh rất chú ý. Một là bệnh nấm, hai là bệnh ghẻ. Là nếu như chúng ta không làm tốt cái việc đó sẽ xuất hiện. Và vấn đề là cái bệnh cầu trùng là chúng ta cũng lưu ý.
Thì Thạch vừa nãy nói về bệnh tiêu chảy thì trong đó có vấn đề cầu trùng. Cầu trùng chúng ta phải định kỳ cho uống thuốc cầu trùng. Thì như vậy nó sẽ hạn chế được cái tiêu chảy. Và nếu chúng ta đảm bảo vệ sinh tốt thì cũng hạn chế được cái hiện tượng bị tiêu chảy. Và cái kể cả bệnh đường hô hấp cũng sẽ rất hạn chế. Thế chúng ta khống chế được cái việc đó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ đem lại cái hiệu quả tốt cho người trẻ đường thọ. Vâng, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia Trương Văn Dung.